kiện toàn các vị trí quốc hội và chính phủ, tiếp tục cuộc chiến đốt lò không vùng cấm. Quý vị thân mến, chỉ trong 19 tháng, hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, một chủ tịch quốc hội, một thường trực ban bí thư đã phải kết thúc sự nghiệp chính trị khi chưa hết nhiệm kỳ, cho thấy rằng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kết hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với công tác xây dựng cán bộ, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, vừa xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, vừa xử lý nghiêm những vi phạm trách nhiệm nêu gương của các lãnh đạo các cấp, góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Không phải là đấu đá nội bộ, phe cánh tranh giành quyền lực như các đối tượng xấu, các thế lực thù địch xuyên tạc. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông cáo về nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cụ thể, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 với 465 trên 467 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội. Với việc bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện Quốc hội có 4 Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và bà Nguyễn Thị Thanh. Chủ tịch Quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn. Ngoài ra, với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Với việc bổ nhiệm này, hiện nay Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng là các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Theo đề nghị của Thủ tướng, với kết quả 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Như vậy, với việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ Công an có 4 Thứ trưởng là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Nguyễn Văn Long. Cũng theo nghị trình, trong chiều cùng ngày, Quốc hội đã xem xét phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh với tân Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày về tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Quốc hội đã nghe ban kiểm phiếu báo cáo về kết quả kiểm phiếu và nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày về dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử với 455 trên 455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Việc kiện toàn các vị trí quốc hội và chính phủ là việc làm không thể thiếu để đất nước được ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo đời sống cho người dân và tiếp tục cuộc chiến đốt lò không vùng cấm bất kể đó là ai. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những thành quả mà công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trong sạch bộ máy của đảng và nhà nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, không để xảy ra hiện tượng con sâu làm dầu nồi canh. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là góp phần vào việc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị thế, uy tín của một tổ chức đảng duy nhất cầm quyền, được nhân dân tin tưởng, giao phó. Mục đích của việc xử lý tham nhũng tiêu cực là để trị bệnh cứu người, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, từ đó để cảnh báo răn đe và giáo dục phòng ngừa là chính. Nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, phải tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh, giám sát nghiêm khắc để cán bộ đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn. Trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần thực hiện được một cách kiên quyết, kiên trì và đồng bộ các biện pháp lấy ngăn chặn phòng ngừa là chính, không chỉ nhằm mục đích trừng trị như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. Khiếp, Tổng Trọng ban lệnh đỏ rà soát các bộ, quan chức khiếp vía gọi vợ đốt hết tài liệu mật, lòi ra cảnh hang ổ bảo kê đứng đầu đảng đến cả Bộ Công an cũng không ngoại lệ. Thưa quý vị và các bạn, sau đại dịch Covid-19, lò cụ Tổng lại phừng phực hơn bao giờ hết. Nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao cũng xa lò không ít, đặc biệt trong chính phủ có hai bộ bị càn quét mạnh nhất, đó là Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao.
Với Bộ Y tế, người cao nhất bị quật là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long liên quan đến vụ Việt Á nâng khống giá kit test. Bộ thứ hai bị càn quét đó là Bộ Ngoại giao, với cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng và nhiều quan chức khác của ngành ngoại giao cũng bị vào lò. Bộ Ngoại giao bị dính vụ án chuyến bay giải cứu vào năm 2020 có liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại ở đó và không có thêm ai vào lò. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Tổng Trọng đang tăng cường đốt lò, bắt đúng người, đúng tội hiện nay. Bộ Công Thương của Việt Nam đang phụng lệnh từ Bộ Chính trị thanh tra xử lý EVN. Mới đây, Bộ Công Thương đã chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về Bộ trong tháng 6 để theo dõi và xử lý vi phạm. Đi kèm với đó là Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia Nguyễn Đức Ninh bị tạm đình chỉ để thanh tra cung ứng điện. Quyết định này, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ký. Suy cho cùng, khi EVN sai phạm thì cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất là Bộ Công Thương. Lâu nay EVN được ưu ái một mình một chợ, độc quyền cả bán lẫn mua điện, tùy ý. Ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng Bộ Công Thương chưa thật sự để ý đến EVN, khi bị Bộ Chính trị hỏi tội thì mới giật mình đi thanh tra. Cho tới nay, người ta cũng chỉ mới thấy Bộ Công Thương và EVN đóng cửa bảo nhau. Mối quan hệ giữa Bộ Công Thương và EVN là mối quan hệ cha và con. Nếu cha không bảo con được thì con cũng sẽ thất bại mà thôi. Và điện vẫn cứ bị cắt liên tục. Liệu sắp tới đây có bắt bớ hay điều tra gì hay không? Bởi cho dù bắt hết những quan chức tham nhũng vào lò mà không cân nhắc lại cơ chế độc quyền của ngành điện thì rất khó mà thay đổi được tình hình bởi những tiêu cực đã diễn ra trong nhiều năm. Bởi hầu hết xuất phát từ cơ chế độc quyền dành cho EVN, ông Dương Quang Thành, cựu chủ tịch tập đoàn EVN có chăng đã ngửi thấy mùi và xin rút lui vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Một số người đồn đoán rằng chính ông là nhân vật gây ảnh hưởng không nhỏ đến EVN và hậu quả do ông Dương Quang Thành để lại không hề nhỏ. Muốn thay đổi triệt để thì trước tiên cần phải dọn sạch những quan chức tham nhũng và các chân rết của họ. Đồng thời cân nhắc về cơ chế độc quyền dành cho EVN có thể mới thay đổi được triệt để. Còn nếu chỉ quét sạch các quan chức mà thôi rồi vẫn giữ nguyên cơ chế cũ thì cũng lại đâu vào đấy. Rồi cũng sẽ sinh ra những quan tham khác và người dân lại phải khốn khổ vì ngành điện và nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề. Một người dùng mạng đã chia sẻ. Cho tới nay, hàng loạt các trung tâm đăng kiểm và những quan chức cấp cao đã lộ diện. Tuy nhiên, ông trùm cộm cán đứng sau vẫn còn là ẩn số. Vụ án đăng kiểm này còn phải đợi thời cơ bởi Bộ Giao thông Vận tải là nơi có tấm khiên che chắn rất cứng. Qua vụ chuyến bay giải cứu thì ai cũng thấy rõ điều này. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đang càn quét qua các tỉnh thành như Đồng Nai, Quảng Ninh và mới đây là Thanh Hóa. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa được xác định là có dính líu đến IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay các quan chức cấp cao tỉnh này đã từng bắt tay với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều phải lo sợ, không biết bao giờ lo lửa sẽ kéo đến nhà mình. Mới đây tại kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định kỷ luật ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam, mức phạt là cảnh cáo, mức phạt nhẹ nhất trong khung hình phạt của Đảng dành riêng cho các đảng viên của mình. Cũng như bao nhiêu báo cáo khác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bùi Hồng Minh đã bị kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ có nguy cơ mất vốn đầu tư. Ông Bùi Hồng Minh, 52 tuổi, quê tại Thanh Hóa, có thời gian dài làm việc tại công ty xi măng. Ông đảm nhận các vị trí lãnh đạo của Tổng công ty xi măng Việt Nam như Tổng giám đốc từ tháng 9 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên từ tháng 8 năm 2019. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Như vậy, cho đến nay, Bộ Xây dựng có hai người đã từng bị kỷ luật, đó là ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng và ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng. Ông Nghị bị kỷ luật kiểm điểm hồi tháng 8 năm 2020 do sai phạm liên quan đến các vấn đề đất đai ở Phú Quốc. Sau án phạt này, ông Nguyễn Thanh Nghị từ Bí thư tỉnh Kiên Giang bị đưa về Bộ Xây dựng, giáng cấp xuống hàm Thứ trưởng thấp hơn hàm Bí thư tỉnh ủy. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lên nắm quyền thì Nguyễn Thanh Nhàn cũng lên Bộ trưởng. Như vậy, hai lãnh đạo Bộ Xây dựng hiện nay là Bộ trưởng và Thứ trưởng nhưng đang bị chú ý. Chỉ cần thêm một sai phạm nhỏ thì rất có thể hai người này sẽ lĩnh mức án phạt nặng hơn mức như hiện nay và sẽ có khả năng tương lai chính trị của các ông sẽ chấm dứt. Như vậy, tình hình trong giới thượng tầng đang ngày càng rối ren, các thế lực đang nhân cơ hội trỗi dậy nắm quyền. Và liệu sắp tới đây, lò cụ tổng sẽ bén tới độ nào? Theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm tình hình. Nóng khi các nhà kinh doanh tham gia giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa mới công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 4, lớp 8 và 11 đang có mức giá 250.000 đến 390.000 đồng, nghĩa là cao hơn 2 đến 3 lần so với bộ đang sử dụng.
Lý do tăng giá lần này được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Việt Nam giải thích vẫn rất đơn giản và xúc tích, đó là năm nay giấy chất lượng tốt nhất, màu sắc sống động, độ sắc nét cao, bảo vệ thị lực học sinh, áp dụng công nghệ hiện đại để chống hàng giả. Vâng, nghe thì có vẻ là rất xịn sò, giữa cái lúc giá điện vừa tăng, giá nước tăng, giá xăng tăng, đủ lý do để tăng, thế mà không tranh thủ tăng gấp đôi gấp ba kiếm thêm thì lại lỡ mất thiên thời địa lợi. Kinh doanh mà, phải biết nắm thời cơ chứ. Dân kêu thì kệ dân kêu, làm gì có ai đi học mà không mua sách đâu, có kêu lắm thì vẫn cứ phải mua thôi. Nhiều ý kiến cho rằng giá sách cao nhưng liệu có phù hợp, riêng tôi chỉ thấy lãng phí, quá lãng phí. Cách đây 10 năm, một bộ sách chuyên từ người này sang người khác, anh học xong thì cho em học xong thì cho anh em dòng họ. Còn ngày nay, mỗi năm, mỗi giá sách mới, vậy thử hỏi sách in dư của năm trước thì xử lý thế nào? Giá bìa là 87.000 một cuốn, số sách năm trước không dùng đến thì bán về chai 1.500 đồng 1kg à. Một độc giả bức xúc chia sẻ. Cụ thể, ngày hôm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 4, lớp 8 và 11 ở hai bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã có giá bộ cánh diều. Đây là ba bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định làm cơ sở để các trường học lựa chọn giảng dạy từ năm học 2023-2024. Theo đó, giá sách giáo khoa lớp 4 cả bộ 14,5 cuốn giá dao động từ 250.000 đồng đến 280.000 đồng. Bộ cánh diều chưa có sách tiếng Anh giá 230.000 đồng. Giá sách lớp 4 đang sử dụng theo chương trình cũ là 87.000 đồng. Như vậy, giá sách mới cao hơn khoảng 3 lần, tương tự giá sách mới của các khối lớp 3, 7 và 10 năm ngoái. Tuy nhiên, sách lớp 4 cũ chỉ có 9 quyển, số cuốn tăng thêm trong bộ mới chủ yếu ở các môn giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm. Sách giáo khoa lớp 8 và 11 cũng có giá cao hơn 2-3 lần bộ sách cũ. Sách lớp 8 đủ 14 cuốn của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có giá 270.000 đến 300.000 đồng. Hai bộ còn lại thiếu một môn 250.000 đến 270.000 đồng. Bộ sách giáo khoa lớp 11 được bán khoảng 350.000 đến 390.000 đồng. Số tiền này được tính tương đối trên giá đơn lẻ của 16 cuốn, trong đó có 9 cuốn thuộc các môn bắt buộc ở chương trình mới, 4 cuốn sách môn lựa chọn và 3 sách chuyên đề. Riêng bộ cánh diều, phụ huynh sẽ phải chi trả mức cao hơn do chưa có sách tiếng Anh. Với sách mới, việc biên soạn xuất bản được thực hiện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Với sách cũ, toàn bộ chi phí tổ chức bản thảo được chi trả bằng ngân sách nhà nước và vốn vay Ngân hàng Thế giới. Nhà xuất bản giáo dục chỉ trả chi phí bản thảo cho việc tái bản. Ngoài ra, sách mới khổ 19 x 26,5cm, lớn hơn 1,2 lần sách cũ 17 x 24cm. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục theo mô hình phát triển năng lực, sách giáo khoa cần thay đổi theo hướng tăng cường kênh hình, hình ảnh hóa nội dung. Do đó, đơn giá công in đã bị tăng lên 23%, đại diện nhà xuất bản giáo dục nói. Trong bảng giá năm nay, công ty VPIC cũng nêu sách cánh diều được in trên giấy chất lượng tốt nhất, màu sắc sống động, độ sắc nét cao, bảo vệ thị lực học sinh, áp dụng công nghệ hiện đại để chống giả. Việt Nam thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình 2018 từ năm học 2020-2021. Hiện chương trình được áp dụng với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Tháng 9 năm nay, đến lượt khối 4, 8, 11 và đến năm 2025, tất cả các khối lớp sẽ học theo chương trình mới. Lộ trình thay sách cuốn chiếu cũng được thực hiện song song với chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản. Luật giá và các văn bản hướng dẫn quy định giá sách giáo khoa do doanh nghiệp, các nhà xuất bản tự xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn phù hợp. Theo nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 hồi tháng 6 năm 2022, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Khi sửa đổi luật giá, trong thời gian chờ đợi sửa luật, Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miền núi, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Xót xa số phận Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi trợ lý lãnh án khiến ai cũng đau lòng. Quý vị thân mến, thông tin trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bắt tạm giam là ông Phạm Thái Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đây là diễn biến mới khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Phạm Thái Hà là cán bộ thứ tư và là người giữ chức vụ cao nhất bị bắt tính đến thời điểm hiện tại. Sự kiện này một lần nữa khiến cho dư luận trong nước dậy sóng khi chỉ hơn một tháng trước đây, sự kiện ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước do có những sai phạm về vấn đề đảng viên không được làm, về việc trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thì đến nay lại có thêm một cán bộ cấp trung ương có thể sẽ vướng vòng lao lý vì liên quan đến tội nhận hối lộ tại Tập đoàn Thuận An.
Điều đáng nói hơn là ông Phạm Thái Hà được báo chí truyền thông trong nước đưa tin rằng ông Hà là một trợ lý thân tín gắn bó với ông Vương Đình Huệ ngọt nghét gần 20 năm trời, kể từ khi ông Huệ còn làm tổng kiểm toán nhà nước từ năm 2006 đến năm 2011, rồi trải qua rất nhiều các vị trí khác nhau cho đến khi làm chủ tịch Quốc hội. Tất nhiên là khi cấp dưới có sai phạm thì người đứng đầu bao giờ cũng sẽ bị kêu tên. Do đó, dư luận hiện nay đang có những đồn đoán về việc liệu rằng ông Vương Đình Huệ có dính líu gì tới bê bối tham nhũng xảy ra tại tập đoàn Thuận An hay không. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự thật qua video này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng chính trường tại Việt Nam thời gian gần đây đang có những thay đổi bất ngờ và liên tục. Điều này cũng trực tiếp liên quan đến công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc làm trong sạch bộ máy chính quyền để lùi nạn tham nhũng một cách triệt để, nhằm thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của đất nước cũng như lấy lại niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bất ngờ phải rời khỏi chiếc ghế đầy quyền lực Chủ tịch nước, khi ấy đã có những đồn đoán nhất định về việc có khả năng một trụ thứ hai trong tứ trụ sẽ bị chạm tiếp. Khả năng cao đó là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dĩ nhiên là thông tin này chưa được kiểm chứng và chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán xôn xao trong dư luận mà thôi. Nhưng đến khi chiều tối ngày 15 tháng 4 năm 2024, đồng loạt các tờ báo uy tín trong nước đưa tin về việc bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Ông Hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Đồng thời, C03 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc về tội đưa hối lộ. Theo các nhà quan sát, Tập đoàn Thuận An là một trong những tập đoàn lớn và có tốc độ phát triển cực kỳ thần tốc, trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng nhưng lại có các dấu hiệu sai phạm rất lớn. Tương tự như Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo, vốn là nguyên nhân chính khiến rất nhiều các quan chức cấp cao của các tỉnh bị ngã ngựa, vướng vòng lao lý, trong đó có một bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một nguyên bí thư tỉnh ủy, một phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cùng một loạt các lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan, trong đó nổi bật là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Dư luận khi ấy có nhiều đồn đoán cho rằng vụ án sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn có ít nhiều liên quan đến việc ông Võ Văn Thưởng phải từ chức do ông có thời gian làm bí thư Quảng Ngãi, cùng hợp với thời gian Tập đoàn Phúc Sơn có nhiều sai phạm tại đây. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng bởi báo chí chính thống trong nước. Để rồi ngày 22 tháng 4 năm 2024, việc ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Nhiều ý kiến cho rằng ông Phạm Thái Hà là một trợ lý thân cận của ông Huệ bị bắt thì khả năng cao là ông Huệ cũng sẽ khó tránh khỏi liên lụy, ít nhất là với trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu. Theo quy định số 41 của Bộ Chính trị ban hành năm 2021 có quy định tại Điều 7. Thứ nhất, miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng. Thứ hai, người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức. Thứ ba, cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng. Do đó, căn cứ theo khoản 1 điều 7 quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 thì đủ điều kiện để xem xét việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ. Trước đây ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam phải từ chức
cũng bị dư luận đồn đoán là do để cấp dưới có nhiều sai phạm. Vì vậy, sự việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt là một thông tin vô cùng bất lợi đối với ông Vương Đình Huệ, có thể tạo ra mối đe dọa rất lớn đến sự nghiệp chính trị của ông. Quy định 41 của Bộ Chính trị cũng được xem là một cách để một số cán bộ lãnh đạo cấp cao xin thôi chức vụ trong danh dự. Quy định này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn giải trong một cuộc tiếp xúc cử tri vào tháng 5 năm 2023 và được coi đây là một điểm mới khi Đảng cho rất nhiều cán bộ, kể cả là cấp cao thôi chức và khuyến khích xin thôi chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta không chỉ chống mà lâu dài cần phải xây, chống tham nhũng tiêu cực phải làm quyết liệt, xảy ra thì phải chống, nhưng không phải cứ chống mà quan trọng là phải xây để ngăn ngừa, răn đe. Như tôi đã nói, ai chót nhúng chàm rồi thì tự giác gột rửa đi, như thế là tốt nhất, không phải cứ xử tử hay chung thân mới là kết quả tốt. Cái chính là người đó phải nhận ra sai lầm, phải thu hồi được tài sản, không để thất thoát, bất đắc dĩ lắm mới phải sử dụng đến biện pháp không ai mong muốn, đó là tử hình. Hiện nay phong trào chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, lò nóng rực rồi củi tươi cũng phải cháy. Tổng Bí thư cho hay, việc này sẽ tiếp tục được làm tới cùng, không bỏ giữa chừng, còn nhiều việc phải làm và phải làm đến cùng, nhưng phải có phương pháp, phải làm đúng đắn, hiệu quả, đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình, rút lui trong danh dự là tốt nhất. Với quy định này, mặc dù các quan chức lãnh đạo cấp cao nếu không bị xử lý hình sự thì cũng sẽ phải chấp nhận từ chức trong danh dự, thì phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu.